Trong khi các chuyên gia bóng đá khẳng định Mbappé hoàn toàn có thể ra sân dù gặp chấn thương vùng mũi ở trận phá báo vài ngày trước, thậm chí bộ phận y tế Lemieux cũng bật đèn xanh cho Didier Deschamps thì quyết định cuối cùng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp vẫn là không mạo hiểm với cục cưng của ông. Siêu sao số 1 bóng đá Pháp Mbappé được ông Deschamps cất trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Hà Lan. Tuy nhiên, thay vì sử dụng một cầu thủ tấn công khác lắp vào vị trí của Mbappé, Deschamps đã lựa chọn một phương án đề cao sự an toàn khi sử dụng tiền vệ Tuameni trong đội hình xuất phát, theo đó Antoine Griezmann được kéo từ hàng tiền vệ trở lại vị trí tiền đạo. Đây mới chỉ là lần thứ 3 kể từ World Cup 2018, Mbappé không đá chính một trong những trận đấu của Pháp tại một vòng chung kết lớn, World Cup, Euro. Hai trận không Mbappé trước đó, Lemieux đều không thắng thậm chí không cả ghi bàn, hòa không Đan Mạch tại World Cup 2018, và thua Tunisia 0-1 ở World Cup 2022. Một thống kê rộng hơn cho thấy, tính tới trước trận đấu với Hà Lan, Pháp đã thắng 48 trong số 67 trận Mbappé đá chính, đạt tỷ lệ thắng 72%. Tỷ lệ này giảm xuống còn 55,5% khi Mbappé vào sân từ ghế dự hoặc không thi đấu. Còn gì nữa, đoàn quân của Didier Deschamps đã không thắng trong toàn bộ 6 trận quốc tế, tính từ năm 2022 mà Mbappé ngồi dự bị hoặc vắng mặt, hòa 4 và thua 2. Sau trận hòa Hà Lan 0-0 rạng sáng nay, con số này đã tăng thêm 1, thành 7. Về mặt số liệu, Pháp là đội thi đấu nổi bật hơn ở trận đấu kết thúc vào rạng sáng nay với tỷ lệ kiểm soát bóng 58%, tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ, 16 so với 8, sở hữu tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng 1.33 XG, gấp hơn 3 lần Hà Lan, 0.39. Về mặt chiến thuật, Pháp cơ bản không gặp vấn đề trong khâu tạo ra cơ hội khi thiếu Mbappé. Đây là điều rất tích cực nếu chúng ta biết rằng từ 3 năm qua Deschamps đã xây dựng cơ chế tấn công cho Lemieux theo hướng khai thác hết tiềm năng của Mbappé. Xét riêng vòng loại Euro 2024, Mbappé, bên cạnh việc ghi bàn rất đều chân, còn là top 1 Pháp ở số cơ hội tạo ra từ các tình huống mở, 17, là top 1 ở số pha kiến tạo bàn thắng, 5. Trong số tất cả các tiền đạo chơi hơn 180 phút ở vòng loại Euro 2024, chỉ có Lamine Yamal của Tây Ban Nha, 83,0, là có số lần chạm bóng trung bình mỗi 90 phút nhiều hơn con số 78.8 của Mbappé. Để tiện so sánh, không một tiền đạo nào ở Premier League mùa trước có tần suất chạm bóng nhiều như cách Mbappé của đội tuyển Pháp tại vòng loại. Tuy nhiên, dù thể hiện được sự sáng tạo nhưng ở các tình huống quyết định cuối cùng rõ ràng, Lemieux rất nhớ siêu sao của mình, bất chấp Mbappé vẫn chưa mở tài khoản bàn thắng ở Euro. Griezmann, sau hơn 2 năm thường xuyên đá tiền vệ, tỏ ra vô duyên khi được trở lại vị trí tiền đạo. Tác động của Griezmann đối với mặt trận tấn công của Pháp vẫn rất nổi bật, với việc đặt đấu giày vào 4/5 pha dứt điểm trong hiệp 1 và kết trận với 5 cú sút cầu môn, nhiều nhất nhưng hiệu quả thì không được tốt. Cơ hội rõ ràng nhất cho Griezmann diễn ra ở phút 65, từ đường kiến tạo rất nét của Kanté, nhưng chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid đã có pha dứt điểm hơi ẩu, thiếu lực và tất nhiên một lần nữa không thể thắng được Vertonghen phía Hà Lan. Lẽ ra, trong ngày cân bằng kỷ lục 32 chân tại các vòng chung kết lớn của danh thủ Lilian Thuram, Griezmann phải có cho mình ít nhất một bàn thắng. Không Mbappé trong khi ngôi sao số 2 Griezmann lại vô duyên trước cầu môn, Pháp chấp nhận hòa 0-0 Hà Lan. Đây là trận hòa 0-0 đầu tiên tại vòng chung kết Euro năm nay, và thực tế mới là lần thứ 3 hai đội Pháp và Hà Lan không thể ghi bàn vào lưới nhau sau 32 lần chạm trán, với 110 bàn. Như vậy sau hai trận đấu với Áo và Hà Lan, Pháp đã tung ra tổng cộng 30 pha dứt điểm và không cầu thủ nào của Lemieux ghi bàn. Bàn duy nhất của họ tại Euro 2024 vẫn là pha phản lưới của hậu vệ áo Mark Robert. Khi Mbappé sẵn sàng trở lại, Pháp chắc chắn sẽ là một đội tốt hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Mbappé, dù có anh hay không có anh trên sân, đang là một vấn đề đối với Lemieux. Dù sở hữu hàng công khủng với Mbappé, đội tuyển Pháp lại bất ngờ gặp khó khăn tại Euro 2024. Huấn luyện viên Deschamps quyết định để Mbappé ngồi dự bị trong trận gặp Hà Lan, khiến Pháp phải chấp nhận trận hòa 0-0. Điều đáng chú ý là từ năm 2022, Pháp chưa thắng bất kỳ trận đấu nào mà Mbappé không đá chính hoặc vắng mặt. Mặc dù vậy, Pháp vẫn kiểm soát trận đấu tốt hơn Hà Lan với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% và tung ra gấp đôi số pha dứt điểm. Điều này cho thấy chiến thuật của Deschamps đã có thể hoạt động hiệu quả mà không cần đến Mbappé. Tuy nhiên, việc Mbappé vắng mặt vẫn là một dấu hỏi lớn về khả năng giành chiến thắng của Lemieux tại Euro 2024.